Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được mở đầu bản tin tối thứ Tư 29 tháng 12 năm 2010 với một số tin tức đáng chú ý. GDP Việt Nam đạt 6,78% trong năm nay. Thêm một người nữa được cứu sống trong vụ tàu đắm Vân Đồn 2. Kính thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,78%, tương đương 104,6 tỷ đô la trong năm 2010. Đây là số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê vừa cho biết hôm thứ Tư. Theo đó, GDP Việt Nam tăng khoảng 13 tỷ đô la so với năm ngoái. Việt Nam cho rằng mặc dù có những trở ngại từ cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng Việt Nam đã vượt qua những bế tắc đó. Để đạt được kết quả đó, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm nay là 140.000 tỷ đồng. Thêm vào đó, cả nước đã thu hút được khoảng 969 dự án từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là khoảng 17 tỷ đô la. Như vậy, nếu so sánh trong 3 năm gần đây, thì mức độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay đạt mức nhanh nhất vì năm 2008 con số ấy là 6,3% và năm 2009 là 5,3%. Tuy nhiên, mức lạm phát của Việt Nam trong tháng 12 là 11,8% và tiền đồng đã bị mất giá khoảng 3 lần trong năm nay. Thưa quý vị, nhiều hộ dân ở huyện Cần Giờ không muốn nhận tiền bồi thường của công ty Vedan vì giá bồi thường khác biệt so với giá thực tế. Ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện này cho biết như vậy vào chiều 28 tháng 12. Theo Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục hộ cho rằng số tiền thiệt hại kê khai trong danh sách của nhiều hộ thực chất không đúng với các thiệt hại thực tế. Các cơ quan chức năng sẽ làm việc với nhau để người dân có thể thỏa thuận nhận tiền trước Tết nguyên đán. Trước đó, nhiều hộ Đồng Nai cũng không chịu nhận tiền bồi thường từ về đàn vì số tiền không thỏa đáng. Trong khi đó, người ta phát hiện rằng có nhiều cá chết trên khu vực sông Cái thuộc Đồng Nai do thiếu oxy. Việt Nam và Nga đã tiếp tục ký kết các hiệp định thỏa thuận khai thác dầu khí vào ngày 27 tháng 12. Theo hiệp định được ký kết năm 1991, hiệp định này sẽ kết thúc vào năm nay. Và hai bên đã thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất, khai thác dầu khí này. Trước khi ký kết, các đoàn cấp cao hai nước đã tiếp xúc và bàn thảo với nhau. Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Nga có thể mở rộng đầu tư vào đây trong lĩnh vực này. Liên doanh Việt Nam, Việt Sô Petro được mọi người nói đến như một biểu tượng quan hệ hợp tác của hai nước với sự tham gia của Petro Việt Nam từ Việt Nam và Zero Benef từ phía Nga. Thêm một người nữa đã được cứu sống hôm thứ Tư trong vụ tàu Vân Đồn 2 bị nạn tại khu vực Nam Biển Đông. Tính đến chiều ngày 29 tháng 12, tin mới nhất cho biết đã cứu thêm được một số thuyền viên trong số 12 người mất tích loan báo hôm thứ Ba. Như vậy, tính đến nay, trong số 23 thuyền viên tàu Vân Đồn 2 gặp nạn, 12 người đã được cứu và 11 người còn mất tích. Cũng theo tin tức mới nhất, 12 người này đều trong tình trạng đuối sức và hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Tàu Vân Đồn 2 thuộc công ty hàng hải Quảng Ninh Tàu này nặng khoảng 6.900 tấn, gặp nạn hôm thứ Ba trong khi vận chuyển hàng hóa từ Malaysia về thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên do tai nạn do thời tiết xấu, vì gió quá lớn. Mùa đông năm nay, thời tiết được đánh giá là rét đậm. Các đợt gió Đông Bắc ảnh hưởng nặng nề đến các khu vực biển miền Trung và miền Nam, gây hại đến tàu thuyền qua lại nơi đây. Như vậy, chỉ trong tháng 12 đã có hàng chục tàu thuyền gặp nạn cùng hàng chục người chết và mất tích. Dù biển động dữ dội, công tác cứu nạn vẫn hoạt động giáo diết để tìm những người mất tích. Và kính thưa quý vị, 10 luật mới sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay, bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng đã ký khoảng 20 nghị định và 7 quyết định để quy định chi tiết việc thực hiện 10 luật mới này. Cụ thể, luật mới quy định rằng đất bị lấn chiếm phải chịu mức thuế 0,15%. Đối với đất nông nghiệp mà không sử dụng với đúng mục đích cũng sẽ bị chịu thuế. Theo luật mới, việc này nhằm ngăn chặn đầu cơ đất. Thêm vào đó, luật mới có các quy định an toàn thực phẩm cho các loại thức ăn đường phố, vì theo ý kiến của một số nhân vật có thẩm quyền, dạng thực phẩm này nếu không bị quản lý kỹ sẽ dễ gây ra ngộ độc thực phẩm. Một điểm mới nữa là người khuyết tật được bảo trợ xã hội nhiều hơn. Cụ thể, những người thuộc nhóm này sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí mai táng khi chết trong 10 luật mới này, luật quy định tiêu chuẩn thức ăn đường phố có thể gây ra khó khăn cho nhiều người, bởi vì từ trước đến nay, các loại thức ăn này luôn được bày bán tùy tiện. Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các chương trình truyền hình cũng được đăng tải và lưu trữ tại trang web www.youtube.com-rfavietnamese. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ www.vietnamme.rfa.org. Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị.